41 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino bên Campuchia cùng nhau bơi qua sông về nước. Mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người Việt Nam cùng nhau tháo chạy khỏi một chiếc casino ở nước bạn như bầy ong vỡ tổ. Được biết toàn bộ là công nhân lao động do bị bóc lột, ép làm việc quá thời gian quy định, không được trả lương nên 41 người này đã bỏ trốn cùng nhau bơi qua sông Bình Di để về Việt Nam. Chắc chắn con số đáng nhẽ phải cao hơn, nhưng đây là số người may mắn được trở về với quê hương. Cách nhau chỉ vài trăm mét, có thể nói đây chính là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục.